Xin chào anh chị em nhà đầu tư trở lại với kênh Ngân Trường Stock. Đây là một kênh chứng khoán lập ra nhằm chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm giao dịch trên thị trường và cũng là nơi em sẽ chia sẻ các mã cổ phiếu tiềm năng, những cơ hội đầu tư và đi nhận định về thị trường mỗi ngày để anh chị có thể có được cái góc nhìn cũng như là kiếm được một cái mức sinh lợi tốt trên thị trường. Anh chị nếu như lần đầu tiên đến với kênh thì mình có thể bấm vào nút đăng ký để có thể tiếp tục theo dõi những video đến từ em. Và anh chị thấy video hay, video bổ ích thì có thể để lại cho em một like để ủng hộ em nha. Và trong phiên thì nếu như anh chị muốn được hỗ trợ tư vấn trực tiếp thì mình có thể tham gia vào đây. Thì đây là một cái room tư vấn cập nhật về thị trường, đồng thời là có khuyến nghị mua bán các cổ phiếu nè anh chị. Về cách thức tham gia room thì mình sẽ tham gia qua đường link, qua cái đường link em để dưới phần comment của mỗi video nè. Thì dưới mỗi video em đều để lại cái đường link, anh chị mình sẽ tham gia vào đây để nhận được cái sự tư vấn hỗ trợ trực tiếp đến từ em. Video hôm nay cũng là một cái video cuối tuần để chúng ta nhìn nhận về thị trường trong cái tuần vừa rồi, đồng thời là sẽ lên chiến lược cho tuần mới. Thì với những cái diễn biến trong tuần vừa rồi, với những cái biến động của chỉ số VN Index và những cái sự kiện trong tuần mới thì cái chiến lược cho anh chị em mình là gì, cũng như là các cổ phiếu nào anh chị em mình cần chú ý để có thể mang lại cái hiệu quả đầu tư tốt sẽ được em phân tích và đề cập trong video ngày hôm nay. Thứ nhất thì chúng ta sẽ nhìn về cái phiên giao dịch hôm thứ sáu vừa rồi, cái phiên giao dịch cuối tuần. Anh chị thấy là về diễn biến trong phiên thì trong cái phiên giao dịch sáng thứ sáu vẫn diễn ra khá là thận trọng và dường như thì thị trường vẫn chưa có dòng tiền mạnh đợi giá để đi lên. Chỉ số VN Index biến động lình xình đi ngang quanh cái vùng 1470 này, sau khi chạm về quanh cái ngưỡng kháng cự này thì chỉ số khá là lình xình và đi ngang với cái biên độ tăng khá hẹp nhờ sự hỗ trợ khá tích cực của nhóm cổ phiếu ngân hàng trong phiên sáng. Tuy nhiên thì càng về cuối phiên sáng, tín hiệu bán ra càng lớn hơn và khiến cho nhà đầu tư dần cảnh giác hơn trong phiên chiều. Áp lực bán dần gia tăng khiến cho thị trường nhanh chóng đảo chiều và giảm điểm ngay khi mở cửa phiên chiều nè. Chị thấy là vào phiên chiều thì chỉ số nhanh chóng quay đầu giảm điểm. Mặc dù thì có những cái nhịp hồi nhẹ về cuối phiên, nhưng lực bán luôn thường trực đã khiến cho thị trường nhanh chóng chuyển đỏ. Đóng cửa thì chỉ số VN Index giảm 4,44 điểm, là khoảng 0,3%, xuống còn 1.463,54 điểm. Hai sàn còn lại là HNX cũng giảm 0,47% và Upcom thì cũng giảm 0,09%. Anh chị em nhìn vào đồ thị của VN30, mình thấy rõ một điều là khi mà chỉ số VN Index chỉ giảm 4,44 điểm, là khoảng 0,3%, thì VN30 thì giảm đến tận là 10,15 điểm, là 0,66%. Nó cho thấy rất là rõ cái nhịp giảm điểm phiên cuối tuần vừa rồi, áp lực phần lớn đến từ rổ VN30 và các cổ phiếu trụ đã gây áp lực lên cho thị trường. Và cái phiên thứ sáu cũng là cái phiên giao dịch cuối tuần, nhưng mà nhìn chung thì thị trường không quá bi quan do dòng tiền luôn chủ động gia nhập mỗi cái nhịp giảm này. Chỉ phải là mặc dù là thị trường có cái sự linh sinh, nhưng mà mỗi cái nhịp giảm thì đều có dòng tiền gia nhập vào giúp cho chỉ số không giảm sâu. Nhưng mà về độ rộng thị trường phiên vừa rồi thì vẫn nghiêng hẳn về bên bán, với số mã giảm là 275 mã giảm so với 169 mã tăng và 59 mã đứng ở tham chiếu. Về thanh khoản thị trường thì thanh khoản thị trường tăng mạnh so với phiên hôm thứ Năm. Tổng giá trị khớp lệnh là đạt 26.832 tỷ đồng, tăng 23% so với phiên trước. Và giá trị khớp lệnh riêng trên sàn HOSE thì tăng 23% lên 22.091 tỷ đồng. Về giao dịch khối ngoại thì sau 3 phiên mua ròng trước đó thì khối ngoại phiên thứ 6 vừa rồi đã quay trở về bán ròng với cái giá trị là khoảng 474,18 tỷ đồng. Anh chị thấy là khối ngoại sau cái chủ mua ròng vừa rồi thì trong cái phiên vừa rồi thì khối ngoại cũng quay trở về bán ròng. Về các cái nhóm cổ phiếu trên thị trường thì như lúc nãy em có đề cập rồi, cái nhóm mà tác động tiêu cực nhất đến thị trường chính là nhóm cổ phiếu blue chip, khi mà chỉ số VN30 để mất hơn 10 điểm với việc ghi nhận là 20 mã giảm so với 10 mã tăng trong rổ. Trong đó thì cổ phiếu vốn hóa lớn nhất là VIX nè. Đây, cổ phiếu vốn hóa lớn nhất là VIX thì giảm lên đến là 3,64%, thì đóng phiên ở cái mức giá thấp nhất và ghi nhận và tác động tiêu cực nhất đến thị trường trong cái phiên thứ 6 vừa rồi. Bên cạnh đó thì nhiều mã lớn khác cũng giảm khá là mạnh, như là GAS nè, Novaland, BLX, SSI, Hòa Phát, FPT, BNG giảm hơn 1%, cùng các mã khác như là Vinhome và Vinamilk cũng giảm đâu đó là khoảng gần 1%. Thì đây là những cái cổ phiếu trụ mà tác động tiêu cực đến thị trường. Còn ở chiều ngược lại thì cổ phiếu PA một lần nữa tiếp tục nới rộng cái biên độ tăng và là một cổ phiếu tăng tốt nhất trong rổ VN30 với cái mức tăng là hơn 5%. Đóng góp cùng với thanh khoản vượt trội này, thanh khoản hơn 38 triệu cổ cũng đóng góp rất là tích cực đến thị trường, giúp cho thị trường không bị giảm sâu trong cái phiên vừa rồi.
Còn lại thì các mã khác giữ vững giữa sắc xanh thì có một số như là BVH, Tiên Phong Bank, BIDV, Vietcombank và GVR. Thì như vậy có các cổ phiếu ngân hàng là BIDV, VPBank, Tiên Phong Bank, Vietcombank là những cái cổ phiếu nâng đỡ thị trường trong cái phiên thứ 6 vừa rồi. Khi mà xét về nhóm ngành, thì dòng ngân hàng sau cái phiên sáng hưng phấn thì nhanh chóng nguội đi sau diễn biến khởi sắc. Thì bên cạnh các cổ phiếu như là SCB, SHB đứng giá tham chiếu thì nhiều mã khác đảo chiều giảm trước áp lực bán gia tăng. Đây, nhóm cổ phiếu ngân hàng thì bên cạnh SCB hoặc là SHB đóng cửa ở cái mức mà tham chiếu thì các cổ phiếu khác như là Techcombank nè anh chị, Techcombank, Công Thương, MB Bank, SLB, HD Bank, OCB, AIB thì cũng giảm khá là đáng kể sau cái phiên hưng phấn vào buổi sáng. Còn một số cổ phiếu khác tăng nhẹ thì có như em đề cập lúc nãy rồi, có BIDV, Tiên Phong Bank, Vietcombank hoặc là VIB là những cái cổ phiếu giữ sắc xanh. Nhóm chứng khoán vẫn chưa có dấu hiệu tích cực khi mà sắc đỏ vẫn bao phủ trên diện rộng, ngoại trừ một số cổ phiếu như là MBS, VCI, VIX tăng hoặc là SBS thì tăng nhẹ, còn lại đa phần thì chìm trong sắc đỏ. Một nhóm vốn hóa khác là nhóm thép thì vẫn khá là tiêu cực trong cái phiên cuối tuần vừa rồi khi mà vẫn nối dài cái chuỗi ngày giảm điểm và hầu hết các cổ phiếu thì tìm về cái mức giá thấp nhất ngày. Hiện nhóm thép trong cái phiên vừa rồi tiếp tục là một trong những cái rào cản mạnh đến thị trường. Còn ở nhóm cổ phiếu bất động sản và xây dựng anh chị, trong khi những cổ phiếu lớn như là VIX, Vinhome, Novaland tiếp tục nới rộng cái đà giảm thì nhiều cổ phiếu khác ở top dưới vẫn giữ được cái đà tăng như là KBC, VCG, FCN, CAI, VGC, Nam Long, SJC là những cái cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ thì giữ cái sắc xanh tốt hơn so với các cổ phiếu vốn hóa lớn. Và điểm nhấn trong cái phiên cuối tuần vừa rồi thì thuộc về một số cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Bên cạnh cặp đôi là có HNG và HAG nè, vẫn giữ tăng khá tốt, còn nhiều mã khác cũng khởi sắc và giao dịch sôi động như là ITA, HQC, ROS, Long Điền. Thì đó là những cái cổ phiếu top dưới và vẫn giữ cái nhịp khá là ổn so với thị trường. Như vậy thì thị trường phiên cuối tuần vừa rồi mặc dù có tín hiệu tích cực đầu phiên giúp chỉ số chạm về cái mốc kháng cự quanh 1470 nhưng vẫn chưa có sự đồng thuận về thanh khoản cho nên đã gặp áp lực điều chỉnh vào cuối phiên. Ngoài ra thì hiện tại thị trường vẫn chưa có nhịp test lại lực cung test cung lại trước đó, chỉ phải là mặc dù thị trường trước đó có những nhịp phục hồi nhưng mà thực sự thì thị trường vẫn chưa có cái nhịp test lại lực cung trước đó, cho nên để tạo cái động lực cho chỉ số vượt thoát được các vùng phản cự phía trên để chinh phục lại cái mốc 1500 thì VN-Index có thể test lại cung trước với cái volume thấp và đáy sau thấp hơn đáy trước. Nếu như có một nhịp test về với volume thấp và đáy sau thấp hơn đáy trước thì nó sẽ tích cực hơn. Và hỗ trợ ngắn hạn cho chỉ số trong giai đoạn này sẽ là quanh cái ngưỡng 1440 này chị, quanh cái vùng nền trước đó nè. Thì cái vùng này được đóng vai trò là cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn đối với chỉ số để giúp cho chỉ số có, nếu như có những nhịp test về sẽ để củng cố cho xu hướng tăng trong cái nhịp rung lắc của thị trường. Thì những cái vùng mà mình cần quan tâm dạng này sẽ là quanh ngưỡng 1440 và hỗ trợ xa hơn là cái vùng đỉnh cũ trước đó quanh cái ngưỡng là 1402X. Còn về trong ngắn hạn thì chỉ số có cái trend giảm hình thành vào cuối tháng 11 vừa rồi này, nó có cái trend giảm ngắn hạn thì nó cũng trùng với cái mốc kháng cự là quanh cái ngưỡng 1470 đến 1480. Thì cái phiên thứ 6 vừa rồi khi mà chỉ số chạm về đây thì nó đã có nhịp chỉnh, thì hiện tại thì vùng này sẽ khả năng sẽ tiếp tục có những cái áp lực giằng co trong tuần tới và chỉ số khả năng sẽ có những nhịp test để test lại lực cung như vừa rồi em đề cập, và hỗ trợ là mình kỳ vọng sẽ là quanh cái ngưỡng 1440 để anh chị em mình theo dõi ha. Và tuần sau cũng sẽ là có cái tuần đáo hạn phái sinh vào thứ năm, cho nên chúng ta vẫn ưu tiên đánh cẩn trọng. Các vị thế mua mới ngắn hạn vẫn ưu tiên những cái cổ phiếu giữ giá tốt trong nhịp điều chỉnh vừa rồi hơn là những cái cổ phiếu gãy nền sau, vì sẽ mất thời gian để hấp thụ lại cái lực cung đeo bám phía trên. Thì mình nói về phân tích kỹ thuật thì cũng dễ hiểu rồi anh chị, một khi mà cổ phiếu nó rơi mạnh thì nó sẽ cần thời gian để hấp thụ lại cái lực cung của các nhà đầu tư kẹp hàng phía trên trước khi có thể trở lại xu hướng tăng. Còn những cái cổ phiếu khỏe hơn thị trường, những cái cổ phiếu mà giữ xu hướng tốt thì nó có sức bật tốt hơn. Thì em vẫn giữ quan điểm tích cực cho thị trường và giai đoạn này cũng như là trong dài hạn thì em vẫn giữ quan điểm tích cực. Những cái nhịp rung lắc này thì đóng vai trò là những cái nhịp rung lắc củng cố cho xu hướng tăng của thị trường bền vững hơn, vì thị trường thì không thể liên tục tăng cũng như là không thể liên tục giảm mà nó sẽ có những cái sự đan xen để giúp cho củng cố xu hướng. Và giai đoạn này thì tỷ trọng margin vẫn duy trì, anh chị em mình là nên không margin cũng như là margin ở mức thấp để đảm bảo an toàn cho tài khoản nè.
Thì việc mà giữ margin thấp hoặc là không sử dụng margin giai đoạn này không có đồng nghĩa là thị trường có gì xấu, mà chỉ là bảo toàn thành quả giai đoạn vừa rồi và quản trị rủi ro trong giai đoạn cuối năm đối với anh chị em mình. Đặc biệt là như em có nói rồi, tháng 12 sẽ là cái tháng mà các công ty chứng khoán họ làm báo cáo và họ có thể thu margin trên thị trường, đưa cái tỷ lệ margin về 0.5. Cho nên chị nào mà sử dụng margin nhiều thì mình cần chú ý nha. Cái thời điểm những cái phiên hồi này là cơ hội để mình cơ cấu danh mục cũng như là hạ cái tỷ lệ margin về cái mức an toàn, hoặc là tốt hơn là không sử dụng margin luôn để giúp cho quản trị rủi ro trong giai đoạn cuối năm. Về cuối năm thì hai câu chuyện chính thu hút dòng tiền hiện tại chính là gói kích thích kinh tế và mùa báo cáo tài chính quý 4, là mùa báo cáo tài chính năm luôn anh chị. Do đó thì các nhóm ngành được quan tâm và là những cái nhóm ngành hưởng lợi từ các gói kích thích kinh tế. Thì về gói kích thích kinh tế thì những cái nhóm hưởng lợi em nói rất là nhiều rồi. Thì có nhóm đầu tư công thì bao gồm vật liệu xây dựng nè, hoặc là bất động sản khu công nghiệp, cảng biển, và hoặc là thu hút dòng vốn FDI tốt như là các doanh nghiệp điện gió nè, bất động sản khu công nghiệp. Bên cạnh đó thì các nhóm ngành được kỳ vọng có lợi nhuận quý 4 năm 2021 tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm 2020, thì có các nhóm như là chứng khoán, vận tải biển, phân bón và thủy sản là những cái nhóm mà mình kỳ vọng về kết quả kinh doanh. Còn những cái nhóm mà về các gói kích thích kinh tế thì vẫn như cũ nè, đầu tư công, bất động sản khu công nghiệp, cảng biển v.v. Thì đó là những cái nhóm ngành mà chị mình cần quan tâm giai đoạn này để đầu tư ha. Thì tiếp theo sẽ đi phân tích về các cái nhóm ngành quan trọng trên thị trường để anh chị em mình có cái góc nhìn cũng như là tìm kiếm cơ hội đầu tư. Thì thứ nhất em sẽ đi phân tích về nhóm chứng khoán nè. Cái nhóm chứng khoán là cái nhóm được chúng ta kỳ vọng về kết quả kinh doanh quý 4, khi mà trong quý này hầu như là khi mà thị trường tăng thanh khoản và vượt đỉnh thì nhiều cổ phiếu tăng tốt, sẽ giúp cho danh mục tự doanh của các công ty chứng khoán nó làm ăn tốt. Và danh mục tự doanh là một trong những cái yếu tố đóng góp hơn 50% lợi nhuận của các công ty chứng khoán. Và cái việc trong quý 4 vừa rồi thị trường liên tục bùng nổ thanh khoản như thế này thì hưởng lợi nhất vẫn chính là các cổ phiếu các công ty chứng khoán nha. Một số cổ phiếu chứng khoán mà anh chị mình cần quan tâm dạng này thì thứ nhất sẽ là cổ phiếu VCI thì trước đó cũng có đề cập nhiều rồi. Thì hiện tại cổ phiếu đang giữ giá khá là tốt sau khi mà vượt trên đường EMA 20, đường hỗ trợ trong ngắn hạn của cổ phiếu là quanh vùng giá 75. Thì nhịp này những anh chị nào mà mình muốn mua lại cổ phiếu chứng khoán nè thì mình có thể chú ý cổ phiếu VCI, vì với cái vùng giá hiện tại của cổ phiếu VCI cũng khá là cao rồi, cho nên em sẽ ưu tiên cho cái mục tiêu là lướt T cộng. Đối với cổ phiếu VCI hiện tại thì vùng mua của cổ phiếu sẽ là quanh vùng giá 75.x, và cái cản trong ngắn hạn của cổ phiếu sẽ là quanh vùng giá 83.x nè, đây cái vùng đỉnh cũ là quanh 83.x. Thì hiện tại cái biên độ này cũng khoảng đâu đó là được hơn 8%, thì thích hợp cho anh chị em nào mà muốn lướt T cộng giai đoạn này mà muốn mua cổ phiếu chứng khoán thì cổ phiếu VCI có thể là một cái sự lựa chọn cho anh chị em mình ở vùng giá 75.x. Thứ hai là cổ phiếu VND, thì VND còn hiện tại còn cái game tăng vốn ha. Anh chị thấy là so với các cổ phiếu chứng khoán khác thì cái nhịp chỉnh vừa rồi của cổ phiếu VND khá là ít nè, chiết khấu không có quá nhiều, cũng như là cổ phiếu vẫn giữ nhịp khá là khỏe cho thị trường. Thì như lúc nãy em có đề cập, nếu như trong giai đoạn này về ngắn hạn anh chị em mình muốn mua thì mình sẽ ưu tiên các cổ phiếu mà giữ xu hướng tốt so với thị trường chung hơn là các cổ phiếu gãy sâu, thì VCI có thể là một lựa chọn. Nếu như cổ phiếu test trở lại quanh vùng giá 77.x nè, quanh đường EMA 10 và đường EMA 20 nè, thì cổ phiếu VND và VCI nó khá là khỏe. Anh chị thấy là sau cái nhịp chuyển vừa rồi thì cổ phiếu đã hồi phục lại cái đường xu hướng ngắn hạn là đường EMA 10 và đường EMA 20. Thì những anh chị nào mình muốn đánh lướt thì mình có thể chú ý được cổ phiếu VND, cũng như là muốn mua gia tăng đoạn này để đón cái game tăng vốn ở vùng giá quanh 77.x đối với cổ phiếu VND. Và trong ngắn hạn nó sẽ có cái cản quanh vùng giá 83.x, thì nếu như vượt được vùng này thì nó sẽ tiến về cái vùng giá xa hơn. Đây, đối với cổ phiếu VND thì nếu như vượt được cái vùng giá 83.x thì chúng ta kỳ vọng cổ phiếu sẽ tiến xa hơn về vùng giá 88-90. Đối với cổ phiếu VND thì nhịp này anh chị nào muốn mua gom thêm đối với cổ phiếu chứng khoán hay là muốn mua mới thì mình có thể chú ý cho cổ phiếu VND được. Thứ ba là cổ phiếu SSI nhịp này cũng có thể chú ý lại được nha. Thì anh chị thấy là đây là những cái cổ phiếu khá là khỏe trong nhóm chứng khoán này, khá là khỏe trong nhóm chứng khoán khi mà đã phục hồi trên đường EMA 20 và đường EMA 10 là những cái đường xu hướng trong ngắn hạn. Nó cho thấy là cổ phiếu khá là khỏe so với thị trường chung. Và về chứng khoán thì SSI, VND là những cái cổ phiếu mà trước đó đã ra tin tức về tăng vốn. Thì những anh chị nào muốn đánh dài đối với dòng chứng khoán mà muốn nhận cổ phiếu phát hành thêm á, thì mình vẫn có thể chú ý để mua đánh dài được. Vì dòng chứng khoán em đánh giá về triển vọng dài hạn thì đây vẫn là một cái nhóm rất là tiềm năng, khi mà thị trường chúng ta sẽ tiếp tục có những cái bứt phá về nâng hạn này, về thanh khoản liên tục được cải thiện khi mà số lượng tài khoản chứng khoán mở mới ngày một gia tăng.
Đối với cổ phiếu SSI thì vùng giá mình có thể quan tâm sẽ là vùng giá quanh 52.x đó anh chị. Quanh vùng giá 52.x này là quanh đường EMA 10 và đường EMA 20 thì vùng giá này anh chị mình có thể quan tâm trở lại. Nếu như muốn mở mua mới cũng như là gia tăng thì vùng giá này em đánh giá là thích hợp đối với cổ phiếu SSI. Ngoài ra thì trong phiên thứ 6 vừa rồi thì cũng có ra tin tức là SHS muốn phát hành hơn 325 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng. Thì đây cũng là game tăng vốn của SHS thì trong video thứ 5 em cũng có đề cập cho anh chị em mình rồi. Thì cái tin tức này đã phản ánh một phần qua cái nhịp phục hồi vừa rồi của cổ phiếu này. Cổ phiếu đã có 3 phiên tăng khá là tốt. Từ vùng giá chỉnh sau thì cũng khoảng đâu đó là hơn 15% đó. Thì nó cũng là phản ánh tin tức cho cái việc mà tăng vốn. Thì nhịp này đối với cổ phiếu SHS thì chủ yếu anh chị nào mình có hàng thì mình nắm giữ thôi. Mình nắm giữ và rời chặn lãi về 50 để theo dõi. Còn cái vùng giá hiện tại về đánh giá mua mới đối với cổ phiếu SHS thì em đánh giá giá hiện tại nó không có quá hấp dẫn để mua mới nữa. Và chủ yếu là những anh chị nào có hàng sẵn hoặc là muốn gia tăng thì mình sẽ phù hợp hơn. Với việc chúng ta đang có cổ phiếu ở mức giá vốn thấp thì vùng giá này mình gia tăng thì nó sẽ thích hợp hơn. Còn trước đó khi mà cổ phiếu có những nhịp chỉnh về cái nền trước đó là quanh vùng giá 44.x thì em đã có khuyến nghị chị em mình canh mua gom rồi. Thì nhịp này nếu như chị nào mua được thì tốt quá. Còn hiện tại thì sau 3 phiên phục hồi thì ít nhất mình sẽ chờ cổ phiếu tạo là cái nền thì mình mới thích hợp để mua mới. Còn ở vùng giá hiện tại thì chưa vội nha anh chị. HCM thì nhịp này cũng chú ý thôi. Thì trong ngắn hạn cổ phiếu nó có cái cản quanh đường EMA 10 này anh chị, là quanh vùng giá 45 đó. Quanh vùng giá 45 thì hiện tại cũng chưa vượt được. Thì nhịp này chưa thích hợp để anh chị mình mua mới thì chủ yếu mình theo dõi. Nếu như đang nắm hàng thì mình vẫn có thể tiếp tục nắm để theo dõi nha. Thì nhịp này cổ phiếu vẫn chưa có gì tiêu cực, nhưng mà về tích cực để mua mới thì chưa, cho nên em chưa cho anh chị mình khuyến nghị mua mới kịp. Và chủ yếu là những anh chị nào có hàng thì mình theo dõi thôi. Thì về hỗ trợ của cổ phiếu sẽ là quanh cái vùng đỉnh cũ trước đó là quanh vùng giá 43 này. Quanh vùng giá 43 thì nó sẽ là hỗ trợ cho cổ phiếu trong ngắn hạn này. Thì những anh chị là nắm hàng thì mình theo dõi ở vùng hỗ trợ này. Còn giai đoạn này thì chưa có điểm mua mới đối với cổ phiếu HCM nha anh chị. ORS thì nhịp này cũng có thể chú ý lại nè. Anh chị em thấy là trước đó cổ phiếu chỉnh khá là sâu từ cái vùng đỉnh rồi. Thì hiện tại nó đang có tín hiệu là tạo lại cái vùng nền cân bằng sau khi chạm về vùng hỗ trợ là cái nền trước đó nè. Cái nền trước đó là quanh vùng giá 26 trên 27 thì hiện tại cổ phiếu đang tạo lại cái vùng cân bằng. Thì nhịp này nhớ anh chị nào mà mình kẹp hàng ở giá cao, kẹp hàng ở giá trên 30 thì mình có thể canh cổ phiếu chỉnh về dưới 27 thì mình mua khoảng 20% cái lượng hàng mình đang nắm giữ. Và khi cổ phiếu tăng chạm về cái kháng cự trong ngắn hạn là quanh cái vùng đỉnh cũ này, qua nó trùng với đường EMA 50 và đường xu hướng giảm, cho nên nó sẽ trở thành một cái vùng kháng cự mạnh trong thời điểm ngắn hạn là quanh vùng giá 29. Thì khi mà mình mua cổ phiếu ở quanh vùng giá dưới 27 thì khi mà chạm về quanh vùng giá 29 á thì mình có thể bán ra cái lượng đã mua trước đó, là ví dụ mình mua 20% thì sẽ bán ra 20%. Thì việc này khoảng cái biên độ cũng khoảng là gần 10% đó chị, thích hợp để anh chị mình hạ giá vốn cũng như là có thể lướt lát trong ngắn hạn dựa trên cái lượng hàng có sẵn. SBS thì nhịp này cũng theo dõi, chị thấy là cổ phiếu thuộc sàn Upcom cho nên cái biên độ dao động giá khá là lớn và trước đó cổ phiếu cũng có nhịp rơi khá là mạnh. Cái hỗ trợ trong ngắn hạn của cổ phiếu sẽ là quanh đường EMA 50 và trùng với cái vùng đỉnh cũ trước đó là quanh vùng giá 16.5 đó. Thì vùng giá này được xem là vùng hỗ trợ quan trọng của cổ phiếu. Thì những anh chị nào đang nắm hàng á, nếu như cổ phiếu không gãy khỏi mức 16.5 thì mình vẫn nắm giữ được. Còn về điểm này thì chưa thích hợp để cho một cái vị thế mua mới hoàn toàn, và chủ yếu là những anh chị nào mình lỡ kẹp hàng giá cao thì vùng giá quanh 16.x thì mình cam mình mua để trading hạ T0. Để trading hạ giá vốn thì trong ngắn hạn nó sẽ có cản quanh đây. Nó sẽ có cản quanh vùng giá 19 thì nếu như anh chị nào muốn mua để trade hạ giá vốn thì mình sẽ đánh theo cái biên độ là ở vùng giá 16.x là quanh 17 cho đến 10.19 này. Thì vùng cái biên độ này thì giúp cho anh chị mình trading T0 hạ giá vốn đối với cổ phiếu SBS. Còn mua mới hoàn toàn thì chưa vội nha, thích hợp cho anh chị nào có hàng sẵn á, mình muốn lướt trên cái hàng có sẵn để hạ giá vốn hơn. MBS thì chủ yếu cũng theo dõi thôi. Nhịp này cũng chưa thích hợp cho việc mua mới. Nhịp này cũng chưa thích hợp cho việc mua mới đâu anh chị. Thì chủ yếu anh chị nào đang có hàng thì mình nắm giữ. Và hỗ trợ quan trọng của cổ phiếu trong ngắn hạn sẽ là quanh đường EMA 50 cũng như là cái vùng đỉnh cũ trước đó này. Các cái chart của phiếu chứng khoán dạng này giống nhau đúng không chị? Là đường EMA 50 thì quanh cái vùng đỉnh cũ trước đó thì nó sẽ là cái vùng hỗ trợ mạnh quan trọng, là quanh vùng giá 38 đối với cổ phiếu MBS. Thì nhớ anh chị nào đang nắm hàng thì mình có thể theo dõi ở vùng này. Tương tự nếu như muốn mua để lướt hạ giá vốn thì cái biên độ sẽ là quanh 38.x cho đến 40.x đối với cổ phiếu MBS. Thì đối với những cái cổ phiếu mình muốn mua để lướt hạ giá vốn thì mình đánh cái biên nó thấp thôi cho nó an toàn, mặc dù là cái biên lợi nhuận không cao nhưng mà nó phù hợp cho anh chị mình hạ bớt giá vốn.
Thì đó là một số cổ phiếu chứng khoán cần chú ý giai đoạn này. Tiếp theo thì sẽ đến nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn, đó chính là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Mình sẽ phân tích qua thôi, còn giai đoạn này thì em có nói ngay từ đầu rồi, nhóm cổ phiếu ngân hàng giai đoạn này nếu như mình mua thì mình phải xác định là cái mục tiêu của mình là đánh lâu dài, ít nhất là cho quý 1 năm 2022 thì mình mới mua, còn việc mình muốn mua ngắn hạn đối với nhóm ngân hàng giai đoạn này thì chưa thích hợp đâu. Bởi vì nhóm này thì trước đó nó rơi khá là sâu và nó cần cái thời gian để hấp thụ cái lực cung kẹp hàng phía trên, cũng như là trước đó khoảng là cuối tháng 11 cổ phiếu nhóm ngân hàng cũng có một cái phiên break, nhưng sau đó break fail thì nó lại tiếp tục rơi về cái vùng hỗ trợ, thì nó sẽ cần thời gian để hấp thụ cái lực cung phía trên. Thứ nhất thì mình sẽ nói về các cổ phiếu ngân hàng vốn hóa nhỏ nha. OCB này, OCB thì anh chị em mình tiếp tục nắm giữ theo dõi cái vùng hỗ trợ quan trọng của cổ phiếu sẽ là quanh cái vùng cái đường EMA 50 này, quanh vùng giá 26 đến 26.5 là vùng hỗ trợ trong ngắn hạn của cổ phiếu, thì hiện tại cổ phiếu vẫn đang giữ vùng giá này tốt. Thì anh chị nào có hàng thì mình sẽ tiếp tục nắm giữ được đối với cổ phiếu OCB nha. Còn giai đoạn này thì mua mới thì vẫn ưu tiên cho chị mình đánh dài cổ phiếu test về quanh 26-26.5 thì mình mua mới khoảng 30% vị thế. Và gia tăng khi nào? Gia tăng khi mà cổ phiếu vượt 28 nè. Khi nào cổ phiếu vượt 28 thì nó dễ trở lại xu hướng tăng hơn. Bởi vì trước đó cổ phiếu sau khi vượt đỉnh thì cũng tăng khá là nhiều rồi, thì nhịp này chiết khấu về đây, chiết khấu về đây thì nó sẽ cần thời gian để cân bằng lại. Thì nhớ chị nào có hàng rồi thì mình vẫn nắm giữ đối với cổ phiếu OCB. MSB cũng vậy, anh chị em thấy là hầu như là các cổ phiếu này nó là khỏe hơn so với các cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn ở chỗ là trước đó các cổ phiếu này đã vượt đỉnh và cho cái nhịp tăng khá là tốt, nhưng sau khi vượt đỉnh và chạm vào cái kháng cự thì cổ phiếu đã cho nhịp chỉnh test lại đỉnh. Thì đối với cổ phiếu MSB thì cổ phiếu đã test lại trở lại quanh vùng giá 23.5/24 và đã có nhịp phục hồi khá là ổn. Thì nhịp này anh chị nào đang có hàng mình muốn gia tăng thì mình sẽ chờ nha. Nếu như cổ phiếu test lại quanh 24 hoặc là vượt 25.5 thì mình gia tăng nó sẽ an toàn hơn. Tại vì hiện tại cái mức giá nó đang ở cái vùng lưng chừng và kẹp giữa kháng cự và hỗ trợ này, kẹp giữa kháng cự quanh 25.5 và hỗ trợ là quanh 24 đến 24.5, thì mình chờ nếu như cổ phiếu test về đây hoặc là vượt kháng cự thì mình mua, cái xác suất cổ phiếu tăng nó sẽ an toàn hơn so với cái việc mình mua ở cái vùng lưng chừng này, thì cổ phiếu nó dễ bước vào nhịp điều chỉnh. Cho nên những anh chị nào mình muốn mua gia tăng hoặc là mua mới, đối với cổ phiếu thì mình sẽ theo dõi ở những cái vùng giá này nha. Vùng giá là quanh 24 đến 24.5 hoặc là vượt 25.5 mình mua nó sẽ an toàn hơn đối với cổ phiếu MSB. HD Bank cũng là cổ phiếu khá là nhẹ và khỏe nè anh chị, thì trước đó đã cho anh chị em mình nhặt khi mà cổ phiếu test về đỉnh cũ là quanh vùng giá 30.x rồi. Trước đó đã cho anh chị em mình nhặt ở vùng này, và hiện tại thì nếu như anh chị mình đã mua thì chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ. Cái mốc cost loss sẽ không thay đổi cho cổ phiếu, sẽ là cái mốc 28 nha. Cái mốc cost loss không thay đổi là mốc 28 đối với cổ phiếu HD Bank, và target trong ngắn hạn sẽ là quanh vùng giá 34, quanh vùng giá 34 đến 34.5. Thì những anh chị nào đang nắm giữ thì mình sẽ theo dõi cái mốc cost loss và target này. Còn những anh chị nào muốn mua mới thì mình sẽ theo dõi những nhịp chỉnh test về quanh 29-30 mình mua nó sẽ an toàn hơn đối với cổ phiếu HD Bank. Tiên Phong Bank cũng khá rất là khỏe so với dòng ngân hàng đó anh chị, thì nhịp này đối với cổ phiếu Tiên Phong Bank thì không có điểm mua mới nữa đâu. Thì chủ yếu anh chị nào đang có hàng thì mình đặt chặn lãi cho cổ phiếu là 50 để theo dõi. Đây mình sẽ đặt chặn lãi 50 đối với cổ phiếu Tiên Phong Bank để theo dõi thôi. Còn nhịp này không có điểm mua mới nha. Thì chủ yếu nắm giữ hàng có sẵn và theo dõi chặn lãi để nắm tiếp thôi. Thì đó là một số cổ phiếu ngân hàng khỏe, so với thị trường chung. Tiếp theo là một số cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn hơn. Thứ nhất là Techcombank. Đây anh chị, Techcombank thì nó có thể nói là một trong các cổ phiếu ngân hàng thuộc loại là quốc dân luôn, khi mà hầu như anh chị nào mình rất là yêu thích cổ phiếu này. Nhưng mà đây là một cổ phiếu vốn hóa khá là lớn đó chị, cũng như là được quá nhiều nhà đầu tư quan tâm, cho nên phải nói là tàu hơi nặng đối với cổ phiếu này. Thì trước đó khi mà cổ phiếu break fail cái nền này, cái nền khá là dài, cái nền quanh đâu đó là 47 đến 54, một cái nền hình thành khá là dài đối với cổ phiếu Techcombank. Và sau khi break fail vào cuối tháng 11, cụ thể là ngày 24 tháng 11, thì cổ phiếu đã có nhịp chỉnh và rơi về cái vùng hỗ trợ mạnh là cái biên dưới quanh vùng giá 48. Sau khi chạm về biên dưới này thì cổ phiếu đã có nhịp phục hồi trở lại và hiện tại đang tạo là cái vùng cân bằng giá. Thì vùng giá này nếu như anh chị em nào mà mình xác định là đánh dài, cũng như là cổ phiếu Techcombank sẽ phù hợp cho những anh chị nào mà mình ưu tiên đánh an toàn á, bởi vì nó cũng khá là chậm so với các cổ phiếu như lúc nãy em đề cập là OCB, Tiên Phong Bank, HD Bank, vân vân, thì cổ phiếu Techcombank nó sẽ chậm hơn, thích hợp cho anh chị nào mình xác định là đánh dài cũng như là đánh an toàn thì mình chú ý đối với cổ phiếu Techcombank.
Thì ở vùng giá quanh 49/50 thì vùng giá này thì anh chị đánh giá mình vẫn có thể gom nha, mình gom trước một phần và gia tăng khi mà cổ phiếu vừa cái cản trong ngắn hạn là 52 nè, 52. Thì đối với cổ phiếu thì mình vẫn đánh theo cái biên dài là 48/54, thì ở biên này mình có thể canh để trade hạ giá vốn đối với những anh chị nào mà mình nắm hàng đối với cổ phiếu Techcombank nha. Còn về đánh mà muốn mua mới dạng này thì vẫn ưu tiên là nắm dài hơn. MB Bank cũng vậy, MB Bank thì sau khi chạm về đường EMA 200. Đây đường EMA 200 là đường màu vàng đó anh chị, nó cũng là cái vùng hỗ trợ mạnh của cổ phiếu cái vùng đáy trước đó, thì cổ phiếu đã có cái nhịp bật lại khá là ổn này sau khi chạm về đường EMA 200. Thì hiện tại cổ phiếu đang tích lũy trở lại quanh cái vùng EMA 50 là vùng giá 28.x. Thì nhịp này anh chị nào có hàng thì chủ yếu mình nắm giữ tiếp thôi, còn về mua mới thì chưa vội nha. Mình sẽ đợi thêm vài phiên nữa nếu như cổ phiếu phục hồi ổn trên đường EMA 20, trên đường EMA 50 là đường màu xanh da trời đó, thì mình chờ cổ phiếu phục hồi lại ổn trên đường này thì mình mua sau. Thì nhịp này theo dõi đối với cổ phiếu MB Bank. SCB cũng vậy, SCB thì sau khi chạm về đường EMA 200 là đường màu vàng đó chị, thì cổ phiếu đã có nhịp phục hồi trở lại. Thì nhịp này đối với những anh chị em nào mà mình đánh dài á, mình muốn đánh dài đối với cổ phiếu SCB thì vùng giá quanh 33 đến 33.5 vẫn là vùng anh chị em mình có thể gom. Và ưu tiên là mục tiêu đánh dài nha. Thì như nhóm ngân hàng em nói đi nói lại rất là nhiều rồi, thích hợp cho anh chị em nào đánh dài hơn, còn anh chị em nào muốn lướt tay cộng thì nó sẽ rất là khó. Tại vì đa phần nếu như anh chị mình mua vào cái phim break và sau đó hàng về thì tay cộng thì chủ yếu là nó sẽ bị giảm lại. Để anh chị em thấy là cổ phiếu sau khi một phiên tăng mạnh đa phần là rủ này rất là nhiều lần rồi. Việc mà mình mua lướt T cộng nó tương đối rủi ro, cho nên vẫn thích hợp ưu tiên là những cái nhịp chỉnh của thị trường, những cái nhịp chỉnh của cổ phiếu thì mình mua nó sẽ an toàn hơn. Sau cái việc mà mua đuổi trong thời gian này trong cái phiên rắc thì không chỉ riêng cổ phiếu ngân hàng mà các cổ phiếu nhóm khác cũng vậy, mình ưu tiên mua trong những nhịp điều chỉnh hoặc là những cái nhịp đi ngang nó sẽ an toàn hơn sau cái việc mình mua vào phiên rắc. Thì đối với cổ phiếu SCB, nếu như test là 133 thì anh chị nào muốn mua dài thì mình có thể mua và gia tăng khi mà cổ phiếu vượt 34 là cái cản trong ngắn hạn, và cái cản tiếp theo sẽ là 136 để cho mình theo dõi những cái vùng cản đối với cổ phiếu SCB. Những anh chị đang nắm giữ thì mình cũng theo dõi cái vùng giá này. LB Bank thì cũng là một trong các cổ phiếu khá là nặng, thì nhịp này vẫn yếu hơn so với các cổ phiếu khác khi mà chưa phục hồi trở lại trên đường EMA 200. Thì anh chị nào có hàng rồi thì mình vẫn nắm giữ tiếp được, cổ phiếu đã test lại đây trước thành công thì mình vẫn nắm giữ tiếp. Còn muốn mua gia tăng hay muốn mua trung bình giá thì mình sẽ chờ cổ phiếu vượt trên 22 mình mua, nó sẽ an toàn hơn nha. Thì việc mà cổ phiếu trở lại cái xu hướng thì hiện tại nó đã gãy xu hướng dài hạn rồi, cho nên nó cần thời gian để phục hồi. Mình chờ khi nào cổ phiếu phục hồi trên đường xu hướng trung hạn trên đường EMA 50 mình mua nó sẽ an toàn hơn. Thì nhịp này theo dõi đối với LB Bank thôi. Thì đang có hàng thì mình cũng không cắt đâu nha, tại vì vùng giá này thì cắt thì dễ cắt ngay đáy rồi. Thì dòng tiền lớn vẫn trong cổ phiếu này, dòng tiền lớn vẫn trong cổ phiếu thì mình theo dõi thôi. VPBank cũng vậy, VPBank thì cũng theo dõi được nhịp này. Thì đối với cổ phiếu VPBank, anh chị nào mà muốn đánh dài thì có thể chú ý cổ phiếu ở quanh vùng giá 34.x và gia tăng khi mà cổ phiếu vượt 37 là cái biên độ, là cái vùng giá mà mình nếu như muốn canh mua đối với cổ phiếu VPBank thì mình sẽ nhặt trước một phần quanh 34.x và gia tăng khi mà cổ phiếu vượt 37. Đối với cổ phiếu VPBank thì cái target trong ngắn hạn của cổ phiếu sẽ là quanh vùng 40. Thì đối với các cổ phiếu ngân hàng khác thì ưu tiên đánh dài, còn VPBank nhịp này anh chị nào mà muốn lướt T cộng thì vẫn có thể chú ý được ở cái biên độ là quanh 34.x cho đến 40, và chỉ mua thăm dò thôi. Nhịp này nếu như muốn mua thì mua thăm dò và gia tăng khi mà cổ phiếu vượt 37 thì nó sẽ an toàn hơn. Thì đó là một số cổ phiếu dòng ngân hàng chú ý giai đoạn này để phân tích cho anh chị em mình theo dõi. Tại vì em nghĩ là đa phần trong danh mục của mình giai đoạn này thì đều có cổ phiếu ngân hàng, cho nên mình cũng rất là quan tâm nhóm này. Mặc dù nó khá là ảm đạm so với thị trường chung nhưng mà nó vẫn là thuộc là cái nhóm cổ phiếu được rất là nhiều nhà đầu tư yêu thích, cho nên mình cũng phân tích qua để anh chị em mình theo dõi. Tiếp theo thì sẽ là nhóm bất động sản, cũng là một cái nhóm cần chú ý giai đoạn này. Thì như lúc nãy mình có đề cập rồi, bên cạnh nhóm đầu tư công thì nhóm bất động sản khu công nghiệp, bất động sản thì bao gồm bất động sản khu công nghiệp và bất động sản dân cư là hai cái nhóm hưởng lợi. Thứ nhất là về bất động sản thì mình chú ý ba cổ phiếu này giúp em. Thứ nhất là SCR chú ý, hiện tại cổ phiếu đang có tín hiệu là tạo là cái nền sau cái nhịp rũ trước đó này, đang tạo là cái nền thì ở vùng giá quanh dưới 19 vẫn là vùng giá mình có thể canh mua được đối với cổ phiếu SCR. Cho những anh chị nào chưa có hàng thì mình có thể canh gom vùng giá này được đối với cổ phiếu SCR. Thì anh chị em để ý là cổ phiếu này đang tạo là vùng tích lũy và nó đang chờ đợi một cái phiên break từ dòng tiền để bứt phá. Thì trong ngắn hạn nó sẽ có cái cản quanh 21 nha anh chị, trong ngắn hạn nó sẽ có cái cản 21. Thì nếu như vượt được 21 sẽ tiến xa hơn về vùng giá 23 đến 24. Thì những anh chị nào gom vùng này mình sẽ gom vị thế thăm dò đối với SCR.
Thứ hai là Nam Long cũng được em nhắc là nhiều trong các video trước đó nè. Các video trước đó thì Nam Long là một trong các cổ phiếu bất động sản cũng có ưu tiên. Thì vùng giá quanh 54 đến 55 thì vùng giá này, anh chị nào nếu như muốn mua cổ phiếu Nam Long thì có thể nhặt trước 30% vị thế quanh 54 đến 55 nha. Thì đánh dài Nam Long vẫn là một trong các doanh nghiệp bất động sản có dự án chứ không phải là tăng ảo đâu chị. Trước đó tăng thì nó cũng một phần phản ánh dự án rồi. Thì hiện nay đang có tín hiệu là tạo nền trở lại thì cơ hội cho anh chị nào trước đó chưa mua kịp. Thì về nhóm bất động sản thì em không phải là chỉ đánh theo sóng ngành mà em vẫn lựa chọn ra các doanh nghiệp có dự án tốt nè, các doanh nghiệp có dự án tốt thì nó mới có triển vọng mang lại dòng tiền trong hiện, bởi vì giá của hiện tại là chiết khấu của dòng tiền trong tương lai, cho nên trong tương lai thì nếu như doanh nghiệp tạo ra được dòng tiền thì ở hiện tại cái mức giá nó mới thực sự là cái giá trị của doanh nghiệp phản ánh, cho nên mình chỉ lựa chọn các doanh nghiệp có dự án để có dòng tiền trong tương lai thì mình mới tham gia. Thứ ba là Nam Từ Liêm cũng là một cổ phiếu anh chị em mình có thể quan tâm giai đoạn này. Ở quanh đường EMA 50 thì mình chỉ nhặt trước khoảng 30% vị thế, là quanh vùng giá 39 đến 40 thì mình chia ra nhặt trước 30% vị thế và gia tăng khi mà cổ phiếu vượt 42 nha. Đây là một cổ phiếu mà mình có thể chú ý giai đoạn này đối với dòng bất động sản. Còn Hà Đô thì trước đó đã tăng mạnh rồi, thì nhịp này chưa vội mua thì mình theo dõi thêm tạo nền thì cũng có thể đưa vào danh mục theo dõi, nhưng mà chờ thêm cái nhịp tạo nền nếu như muốn mua mới. Còn dòng bất động sản khu công nghiệp thì dạng này hầu như là các cổ phiếu qua điểm mua rồi. Các cổ phiếu tốt trước đó đã khuyến nghị cho anh chị em mình như là SJC thì trong ngắn hạn nó sẽ có cái cản quanh 64 đến 65. Thì những anh chị nào đã mua theo khuyến nghị của em thì trước đó em có khuyến nghị từ vùng giá quanh 54 đến 55. Đây là cái vùng giá trước đó em có khuyến nghị cho anh chị em mình. Thì nếu như anh chị em đã theo dõi video thì đang có cái mức lợi nhuận khá là tốt. Đây lợi nhuận lên đến là gần 20% đó anh chị. Thì những anh chị nào mà mình có hàng theo khuyến nghị của em thì khi cổ phiếu chạm về quanh 64 đến 65 thì với cái cây vol hôm thứ 6 vừa rồi nè thì khả năng cổ phiếu vượt đỉnh là cao đó, Nhưng mà an toàn thì mình có thể chốt khoảng 30% vị thế quanh vùng giá 64 đến 65. Thì nếu như vượt cái vùng này được thì nó sẽ tiến về vùng giá 7x. Thì về hiện tại chị em đang có hàng thì mình nắm giữ và canh chia ra chốt. Cái mốc chặn lãi cho cổ phiếu sẽ là quanh 61.5 nha, 61.5 đối với cổ phiếu SJC. Còn hiện tại thì không có điểm mua mới nữa. KBC cũng là một trong các cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp em rất là tâm đắc đó anh chị, Ở vì đây là một doanh nghiệp có dự án rất là tốt và gần như là trùm quỹ đất phía Bắc đó. Thì nhịp này đối với cổ phiếu KBC trước đó đã cho anh chị em mình trong room khách hàng cũng là trên video có khuyến nghị anh chị em mình nhặt cho cái nhịp cổ phiếu test về trendline quanh vùng giá 48 thì hiện tại đang có cái mức lợi nhuận khá là tốt. Thì nhịp này kỳ vọng của em là cổ phiếu vượt đỉnh 54.5 và tiến về vùng giá tiếp theo là 6x. Thì những anh chị nào mà view đánh dài thì mình tự tin nắm được đối với cổ phiếu KBC nha. Còn giai đoạn này thì về điểm mua mới thì qua điểm mua mới rồi, mình có thể chuyển cái sự chú ý sang cổ phiếu GVR. Thì đối với dòng bất động sản khu công nghiệp thì GVR nó tương đối chậm hơn bởi vì nó là một cổ phiếu trong rổ VIN30 thì nó sẽ có vị điều tiết theo thị trường chung. Thì nhịp này nếu như mình chưa có cổ phiếu bất động sản công nghiệp trong danh mục mình muốn mua mới á, thì mình chú ý cổ phiếu này vùng giá quanh 37 đến 37.5, vùng giá quanh 37-37.5 này thì vùng này mình sẽ nhặt trước 30% vị thế và gia tăng khi nào cổ phiếu vượt 38.5 nha. Thì đó là về nhóm bất động sản khu công nghiệp. Tiếp theo là nhóm thủy sản thì vẫn tập trung cổ phiếu VHC trước đó đã khuyến nghị cho anh chị em mình nè. VHC trước đó đã khuyến nghị cho anh chị em mình ở vùng giá quanh 60-62. Thì nhịp này nếu như anh chị nào có hàng rồi thì khi mà cổ phiếu vượt cái cản quanh 62.5 thì mình có thể gia tăng thêm một phần. Thì những anh chị nào có hàng rồi thì sắp tới VHC cũng có chia cổ tức tiền mặt đó, thì em vẫn khuyến nghị là có thể nắm giữ được cổ phiếu để ăn cổ tức tiền mặt nha. Thì những anh chị nào chưa có hàng mà mình muốn mua mới á, thì nếu như cổ phiếu có nhịp test lại quanh vùng giá 63.x á, thì mình có thể mua, vẫn có thể mua được đối với cổ phiếu này. Cho cái mục tiêu của chúng ta là nắm dài thì nếu như cổ phiếu vượt cái vùng 62.5 thì nó đã vượt cái trend giảm trong ngắn hạn này, thì với cái vol này thì vẫn khả năng vẫn có cái nhịp cổ phiếu test là cái trend, thì mình nếu như muốn mua mới thì mình canh cái nhịp cổ phiếu test trend này mình mua. Còn hiện tại thì nhớ chị nắm hàng rồi thì tự tin nắm giữ tiếp, kỳ vọng trong ngắn hạn cổ phiếu sẽ tiến về vùng giá 68 nha, tiến về vùng đỉnh cũ đó. Thì anh chị nào muốn mua mới thì mình canh cái nhịp test, cũng như là nhớ chị nào có hàng rồi thì mình tự tin nắm giữ đối với cổ phiếu VHC. Thì trong cái room khách hàng của em thì em cũng có nhắn là cổ phiếu VHC thì có thể nắm để giữ cổ tức tiền luôn đó chị. Thì thủy sản dạng này thì em có chú ý cổ phiếu VHC thôi, còn các cổ phiếu khác thì chưa có vùng mua đẹp. Thì trong cái ngày cuối tuần vừa rồi thì cũng có rất là nhiều anh chị em mình hỏi em là dòng đầu tư công còn mua được không. Thì em đánh giá là dòng đầu tư công mặc dù nó là một cái sóng dài ở trong giai đoạn sắp tới, nhưng mà nhìn chung thì các cổ phiếu đều tăng khá là nhiều rồi, cái dư địa tăng nó cũng tương đối, nó cũng không có quá nhiều trong ngắn hạn nữa, mà mình em ưu tiên là chờ cái nhịp cổ phiếu tích lũy lại hoặc điều chỉnh mình mua nó sẽ an toàn hơn. Bởi vì mặc dù là nhóm đầu tư công mình đánh giá nó tiềm năng thật, nhưng mà hầu như là những cái điểm mua tốt trước đó đã khuyến nghị cho anh chị em mình các cổ phiếu như là FCN này, khuyến nghị từ vùng giá 17 này,
C4G thì cũng khuyến nghị từ vùng giá quanh 20 rồi, quanh 29 cho đến 20 rồi, hoặc là những cái cổ phiếu Lycosi nè thì trước đó đều đã khuyến nghị những vùng giá tốt hết rồi. Nhưng giai đoạn này mình về mua mới nó sẽ rất là khó. Mình chủ yếu là chờ thêm nhịp chỉnh nè, chờ vùng giá chiết khấu mới. Hai cổ phiếu có thể chú ý giai đoạn này đầu tư công mà em đánh giá là cái vùng giá nó vẫn chưa quá là đắt. Thứ nhất là cổ phiếu KSB. KSB vào dòng vật liệu xây dựng, vùng giá quanh 38 đến 39 nè, vùng hỗ trợ quanh EMA 20 kẹp giữa EMA 50 và EMA 20, thì vùng này mình có thể nhặt khoảng 30% vị thế được, và gia tăng khi mà cổ phiếu vượt cái trên giảm nè, gia tăng khi mà cổ phiếu vượt cái vùng giá 41 thì mình sẽ gia tăng cái phần còn lại đối với cổ phiếu KSB. Thì nếu như mình chưa có cổ phiếu đầu tư công nào trong danh mục thì mình sẽ không đi mua đuổi các cổ phiếu đã tăng mạnh, mà chú ý sang các cổ phiếu chưa tăng mạnh, ví dụ như là KSB nè. Đá thì có CT trước đó tăng tốt nè, chị trước đó tăng tốt thì mình kỳ vọng dòng tiền nó sẽ chú ý sang cổ phiếu KSB. Tiếp theo là cổ phiếu CEE dòng hạ tầng. CEE dòng hạ tầng thì trước đó cổ phiếu chị em thấy là cổ phiếu sau khi rơi về hỗ trợ quanh 25 đến 26 thì nó đã giữ nhịp và phiên thứ 6 vừa rồi có nhịp bật. Nhưng mà với cái vol này thì khả năng nó sẽ còn có nhịp test trở lại. Thì nếu như cổ phiếu có nhịp test trở lại dưới 27 thì những anh chị nào chưa có hàng thì mình có thể canh nhặt được. Còn nếu như cổ phiếu tăng luôn thì tạm thời bỏ qua, không có mua đuổi nha. Thì đó là về dòng đầu tư công. Dòng điện thì các cổ phiếu như là NT2 nè, NT2 đã tăng rất là tốt, hoặc là BC1 có khuyến nghị cho anh chị em mình trong các video trước đó thì cũng có nhịp tăng rất là tốt trong phiên thứ 6 vừa rồi. Thì đối với cổ phiếu BC1, những anh chị em nào đã mua theo khuyến nghị của em quanh vùng giá 40, quanh vùng giá 38 nè, vùng giá này thì có khuyến nghị trong room khách hàng cũng như là cái room cũng như là trong các video trước đó đây, vùng giá này mua rồi thì hiện tại đang có cái mức lợi nhuận rất là tốt. Thì nhịp này những anh chị nào mà đang có hàng theo khuyến nghị của em rồi thì mình kỳ vọng cổ phiếu vượt 40 sẽ tiến về 42 thì mình có thể chia ra chốt nha. Còn dạng này thì còn một cổ phiếu thì mình có thể chú ý đó chính là NT2. NT2 chưa tăng thì mình có thể chú ý được. Về như lúc nãy em có nói rồi, cái dòng mà thu hút dòng vốn FDI sẽ là các doanh nghiệp điện gió, cũng như là nếu như mình chỉ nhìn về các gói kích thích kinh tế thì mình chỉ nghĩ là đầu tư công bất động sản, thì mình cần chú ý thêm là nhóm đầu tư công khi mà tăng thì cái nhóm hưởng lợi gián tiếp sẽ là nhóm điện nha. Thì mình đã chú ý đầu tư công thì thấy sau khi đầu tư công chạy thì thường sẽ đến điện, thì đó là những cái kinh nghiệm mà mình nhìn nhóm ngành trên thị trường. Thì nhịp này nhóm điện chưa chạy thì còn có TV2, còn TV2 chú ý ở vùng giá quanh 64 mình có thể nhận một phần được và gia tăng khi mà cổ phiếu vượt 66. Đối với cổ phiếu TV2 nhịp này mình có thể chú ý được. BES cũng là cổ phiếu dòng bán lẻ chưa chạy giai đoạn này, thì các cổ phiếu như là FRT chạy rất là tốt, chưa lo là khuyến nghị cho anh chị em mình rồi. Thì dạng này mình đâu có đi mua đuổi nữa, đi mua đuổi nữa nó rất là rủi ro. Vì anh chị em thấy là cổ phiếu tăng khá là mạnh từ cái vùng giá em khuyến nghị là quanh 55 thì hiện tại cổ phiếu tăng đâu đó là khoảng hơn gần 30% rồi, thì nó không thích hợp để mua mới nữa. Mình chuyển cái sự chú ý sang BES nè. BES thì nếu như chỉnh về vùng giá quanh 30.x thì mình vẫn có thể tham gia được khoảng 30% vị thế và gia tăng khi mà cổ phiếu vượt 32 nha. Cuối cùng thì còn một dòng anh chị em mình có thể chú ý đó chính dòng bán lẻ, thì bổ sung thêm cổ phiếu đầu ngành là Masan. Thì nếu như vốn anh chị em mình lớn thì mình có thể chú ý được cổ phiếu Masan ở quanh vùng giá 150 này, quanh vùng giá 150 thì mình có thể mở được 30% vị thế. Khi ta gạt kỳ vọng cho cổ phiếu sẽ tiến về đánh dài, nếu như đánh dài sẽ tiến về 170 nha, thì mình sẽ nhận một phần quanh 150 và gia tăng khi mà cổ phiếu vượt 155 để khi ta gạt kỳ vọng là 170. Thì đối với Masan thì ưu tiên cho việc đánh dài và vốn anh chị em mình lớn nha. Còn về ngắn hạn, một dòng khác có thể chú ý đánh theo kỹ thuật thì đối với dòng dầu thì như em có nói trong các room khi mà phân tích thì em nói là giá dầu trên thế giới giai đoạn này chưa ổn định, cho nên dầu ở Việt Nam thì các doanh nghiệp dầu nó cũng mang tính đầu cơ theo giá dầu thế giới cho nên nó cũng không ổn định. Thì việc giai đoạn này lý do em kêu chú ý là đối với dòng dầu, vì nhóm này đang có tín hiệu kỹ thuật, mình sẽ đánh theo lướt T cộng theo kỹ thuật. Ví dụ như là BVD đang phục hồi khá là ổn sau cái nhịp chỉnh sâu và đang có tín hiệu là tích lũy trở lại quanh đường EMA 50, quanh đường EMA 20 là quanh vùng giá 28 đến 29. Thì những anh chị nào mà mình muốn đánh lướt á, thì mình có thể theo dõi cổ phiếu BVD quanh vùng giá 28 đến 29 và cái target kỳ vọng cổ phiếu sẽ là vùng đỉnh cũ quanh mức giá 32 để mình đánh lướt ha. Mốc có loss cho cổ phiếu sẽ là quanh 27.5. BVS cũng vậy, BVS thì sau cái nhịp phục hồi thì đang cho tín hiệu tích lũy trở lại. Cái biên đối với cổ phiếu BVS sẽ là quanh 26.x cho đến 28 nha. Thì anh chị nào muốn lướt T cộng thì mình có thể chú ý cái biên này. Đối với cổ phiếu BVS là 26.x cho đến 28 thì cái biên độ này thì khoảng đâu đó là hơn 5% thì mình có thể lướt được đối với cổ phiếu BVS. BSR cũng có thể chú ý trở lại được sau cái nhịp phục hồi nè. Thì BSR thì nếu như BVD và BVS thêm về đánh lướt hơn thì BSR anh chị nào muốn đánh dài mình cũng có thể chú ý trở lại được. Đây là một doanh nghiệp giàu hạn. Đối với
BVS thì vùng giá mình có thể chú ý trở lại được sẽ là quanh vùng giá 21.x nè. Vùng này mình sẽ tham gia 30% vị thế và gia tăng khi mà cổ phiếu vượt 23 nha. Thì đây là đánh dài, thì bên cạnh BVD, BVS thì đánh lướt tay cộng thì BVS đánh dài cho những anh chị nào mà yêu thích dòng dầu. Còn về dòng dệt may thì trước đó có chia sẻ chị mình cổ phiếu VGT quanh vùng giá 26.x thì hiện tại cổ phiếu vẫn đang quanh vùng mua nha. Thì chị nào muốn đánh dài mình có thể chú ý được đối với VGT. Thì luận điểm đầu tư VGT thì em có phân tích trong video trước đó rồi, mình có thể tham khảo lại. Thì đó là tất cả các cổ phiếu muốn chia sẻ cho anh chị em mình trong video ngày hôm nay để anh chị em mình ngày cuối tuần có thể nhìn lại thị trường, có thể phân tích và đưa ra cái hướng đi cho tuần mới nha. Thì anh chị em mình lưu ý thì dạng này vẫn là thận trọng thôi, và khi mà mua thì mình chia tỷ trọng ra mua và tuyệt đối không all in bất kỳ cổ phiếu nào. Thì em xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ. Chúc anh chị có một tuần giao dịch mới thành công và thắng lợi. Nếu như anh chị em mình thấy video của em hay, video của em bổ ích thì có thể để lại cho em một like cũng như là bấm vào nút đăng ký để có thể tiếp tục theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em mình.